Cô chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang 29. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con bài Young Kid. Ở bài này chúng ta sẽ ôn lại phần nốt nhạc mà chúng mình đã học trước đó và chúng mình cũng thực hành các dấu lặng nữa. Bây giờ thì cùng cô đọc nốt nhạc nhé. Bản nhạc này không có nốt nhạc chơi cùng với nhau nên cô sẽ đọc từ đầu cho đến cuối bài bằng khóa son và khóa pha luôn nhé các con. Bây giờ cô sẽ bắt đầu lấy nhịp và cô đọc. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đô, đô, rê, mi, đô, mi, rê. Son, đô, đô, rê, mi, đô, hai. Si, son, đô, đô, rê, mi. Fa, mi, rê, đô. Si, son, la, si, đô, hai. Đô hai. Đó là phần nốt nhạc được viết ở khóa son và khóa pha trong bản nhạc này. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi trên đàn như thế nào, các con cùng quan sát nhé. Ở vị trí đặt tay của bài Young Kid Doodle thì chúng ta đặt tay phải ở vị trí đô trung tâm và chúng ta sẽ xuất phát từ nốt đô đầu tiên. Còn tay trái thì chúng ta sẽ nghỉ cho đến nốt son. Chúng ta sẽ xuất phát đầu tiên là phím này. Đô, si, la, son. Son là ngón 4. Và chúng ta các ngón còn lại vẫn chơi như cũ thôi nhé. Bây giờ cô sẽ lấy nhịp đều và cô sẽ chơi bản nhạc này từ đầu đến cuối một lượt cho các con nghe nhé. 1, 2, 3, 4. Đô, đô, rê, mi. Đô, mi, rê, son. Đô, đô, rê, mi, đô, hai. Si, son. Cô cũng chơi hơi nhanh, phần nhạc cũng sẽ hơi nhanh một chút đấy. Các con luyện tập như thế này cho đều nhịp này, thành thạo này, rồi chúng ta mới luyện tập cùng với lại nhạc nhé. Bây giờ cô sẽ làm mẫu cho các con nghe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bây giờ cô làm tốc độ nhanh. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bài Young Kid Doodle. Ở bài học này thì chúng ta luyện tập vị trí mới đối với khóa pha và khóa son, đó là nốt son ở khóa pha. Và ở bài học này thì chúng ta luyện tập khóa son với nốt đô rê mi pha và khóa pha với nốt đô si la son. Chúng ta nắm vững cho cô về nốt nhạc được ghi ở trên bản nhạc, ở vị trí tay đặt ở trên phím đàn và tư thế ngồi, tư thế chơi đàn sao cho đúng nhé. Chúc các con luyện tập bản nhạc này thành công. Đây là một bản nhạc hơi nhanh trong bộ sách này của mình. Chúng ta kiên trì luyện tập từ chậm và chúng ta tăng dần tốc độ cho đến khi chúng ta đạt được với lại phần nhạc beat nhé. Chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.